Các bạn thân mến, hôm nay tôi xin hướng dẫn tiếp cho các bạn bài những câu và cụm từ thông dụng của tiếng Trung. Bài học hôm nay của chúng ta đến câu 86. 这是他的本行. 这是他的本行. Câu này có nghĩa là đó là hay đấy là chuyên môn của cô ấy. Chữ tờ ở đây có nghĩa là tính từ sở hữu. Chữ bẩn hắng này có nghĩa là sở trường, sở đoản hoặc là chuyên môn của ai đó. Chữ sư đây là tha tờ bẩn hắng, chuyên môn của cô ấy. Tha tờ bẩn hắng. Chúng ta đọc lại. 这是他的本行. Đó là chuyên môn của cô ấy. 这是我的本行. Đây là chuyên môn của tôi. Đây là sở trường của tôi. Tiếp tục câu thứ 87. Chúng ta có câu như sau. 有 nǐ jué dìng. Câu này có nghĩa là do anh hoặc là gì, do anh quyết định hoặc là phụ thuộc vào bản thân bạn. Câu này đều có thể dịch được như thế. Chúng ta có mỗi câu yǒu jué dìng, tức là gì, phụ thuộc vào ai hoặc là gì, do ai quyết định. Ví dụ yǒu nǐ jué dìng, do bạn quyết định. Yếu lão bản chế định. Ví dụ chúng ta nói chưa yếu lão bản chế định. Điều này, việc này do ông chủ quyết định. Yếu lão bản chế định. Yếu nì chế định, do bạn quyết định hoặc là gì, phụ thuộc vào bạn hoặc là gì, phụ thuộc vào ông chủ. Tiếp tục, chúng ta có câu thứ 88. Giản trứ thai bang lợ. Câu này có nghĩa là thật là tuyệt vời hoặc là gì, đơn giản, nó là rất là tuyệt. Thực ra cái từ giản trứ này có nghĩa là đơn giản. Thai bang lợ có nghĩa là rất là tuyệt. Nhờ chúng ta đọc lại. Giản trứ thai bang lợ. Tiếp tục chúng ta có câu thứ 89. Bia khờ chi. Bia khờ chi có nghĩa là đừng khách sáo hoặc là đừng khách khí. Hoặc là gì, cứ tự nhiên. Ví dụ chúng ta đang ngồi ăn cơm, chủ nhà nói bia khờ chi. Có nghĩa là đừng khách sáo hoặc là cứ tự nhiên như ở nhà. Câu này rất hay nghe nói trong các cái cuộc gặp mặt trong xã giao. Tiếp tục chúng ta có cụm từ 90. Hảo bằng có nghĩa là tuyệt vời hoặc là gì, tuyệt lắm hoặc là gì, rất tốt. Ở đây câu này có nghĩa là câu khen. Ví dụ chúng ta biết nói tiếng Trung chẳng hạn, chúng ta nói mấy câu tiếng Trung mà người ta khen mình, người ta có nói là hảo bằng, ní hảo bằng, bạn rất là tuyệt vời. Ví dụ bạn nói tiếng Trung rất là tuyệt, ní shuo trung wen hảo bằng, bạn nói tiếng Trung rất là tuyệt. Bảo trứ nén nô. Câu 91 có nghĩa là giữ liên hệ hoặc là gì, duy trì liên hệ. Hoặc là câu này có nghĩa là liên tục cập nhật cái gì đó. Chúng ta có thể dùng từ này. Bảo trứ lén lụa
liên tục cập nhật, hoặc là gì giữ liên hệ, hoặc là gì duy trì mối quan hệ, duy trì liên hệ, liên lạc. Bảo trứ có nghĩa là duy trì hoặc là gì giữ. Nén nua có nghĩa là liên lạc, liên hệ. Chúng ta đọc lại một lần nữa này. Bảo trứ nén lua. Bảo trứ nén lua. Tiếp tục, chúng ta có câu 92. Sử gian chiêu sư chìn chén. Câu này có nghĩa là thời gian là vàng bạc. Sử gian có nghĩa là thời gian. Chiêu sư. Ở đây chữ chiêu sư này nhấn mạnh là, chính là, chắc chắn là. Chìn chén có nghĩa là âm Hán Việt kim tiền ấy. Chỗ này chúng ta dịch là vàng bạc, là tiền bạc, là đồ quý. Chúng ta có thể dùng từ chìn chén. Sử gian chiêu sư chìn chén. Chúng ta đọc lại một lần nữa này. Sử gian chiêu sư chìn chén. Tiếp tục câu 93. Sư nả y wei. Có nghĩa là chúng ta hỏi ai, vị nào. Ví dụ, lão bản sư là y wei. Ông chủ là ai? Tổng sư trưởng sư nả y wei. Chủ tịch hội đồng quản trị là ai, là vị nào? Thực ra câu này không phải nó, chúng ta có thể hỏi cái câu này khi mà ai người ta vừa đó gọi hay người ta vừa lên tiếng thì cũng có thể là ai gọi đó hoặc là ai đó. Sì nà yuê. Câu này nói tắt. Tiếp tục câu thứ 94. Nǐ zuò de duì. Câu này có nghĩa là bạn hay là anh đã làm rất là đúng. Ví dụ, nǐ zuò de duì. Chúng ta thay chữ zuò vào đây. Anh nói rất đúng hay là bạn nói rất đúng. Bạn đã nói đúng. Bạn đã làm đúng. Chúng ta thay các động từ vào đây. Ní chẳng tứ tuệ. Anh nói rất đúng. Tiếp tục chúng ta có câu 95. Bình tàn có nghĩa là ngốc, đồ ngốc, ngu ngốc. Câu này có nghĩa là câu mắng, câu chửi. Khi mà chúng ta nghe thấy câu này tức là chúng ta phải hiểu rằng là họ mắng mình. Thực ra thì cái câu bân tan này nó cũng không quá nặng nề. Như dúy chuẩn có nghĩa là dốt nát, ngu ngốc. Bân tan này cũng gọi là ngốc, ngốc nghếch. Tiếp tục chúng ta có câu 96. Quần khai. Khi mắng hay đó gì đó chúng ta nói là quẩn khai, hoặc là chúng ta cũng thể bỏ từ khai này, chúng ta nói là quẩn, xéo, cút, biến. Quẩn khai hoặc là quẩn, biến, cút đi. Tiếp tục chúng ta có câu 97. Chú lý hoán tớ khai xin. Chúc anh hay là chúc bạn vui vẻ, chơi vui vẻ hoặc là gì vui vẻ. Ở đây chúng ta có thể nói là thưởng thức hay là làm cái gì đó vui vẻ nhé. Chúc anh vui vẻ nhé, hoặc là chúc anh chơi vui vẻ nhé.